Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ được quy hoạch cấp ủy, quận, huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030. Dự lễ khai giảng có Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh. Đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng là những cán bộ được quy hoạch cấp ủy quận huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 được chia thành hai lớp, mỗi lớp 75 học viên. Trong thời gian 12 ngày, các học viên sẽ được học các chuyên đề về bài viết của Tổng bí thư về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cải cách hành chính ở địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc tư duy tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo quản lý về phát triển địa phương công tác xây dựng đảng thời kỳ hiện nay công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại thành phố đà nẵng lớp học nhằm bồi dưỡng cập nhật bổ sung những thông tin kiến thức về lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị nâng cao năng lực về nhận thức về chính trị tư tưởng đạo đức lối sống năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong năm 2023, Thành ủy Đà Nẵng cũng sẽ tổ chức 5 lớp học bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy Đảng ủy trực thuộc Thành ủy quản lý, đối tượng 4